Chào mừng các bạn quay lại với kênh Wifi Shop. Hôm nay mình sẽ trên tay speed test sản phẩm O2. Mình thực hiện dựa trên app speed test cùng với SIM V51 của nhà Mobilephone Mắt Bên Thông. Ở lần đo được đầu tiên, mình đo được kết quả download là 29.7 Mbps. Top lock lần đầu cho ra kết quả là 38.1 Mbps. Mình thực hiện test ở 83 Hoàng Quỳnh Hạc, phường 15 quận Tân Bình vào lúc 3:37. Ở lần đo thứ hai, mình đo được download lên đến 31.6 Mbps. Top lock lần 2 đo được kết quả là 27.9 Mbps. Với kết quả đo đạt được, mình thấy con này khá phù hợp với các anh em dùng cho gia đình, công trình với hai băng tần 2.4 GHz và 5 GHz. Cảm ơn các bạn đã đón xem hết clip. Anh em muốn mình làm con nào tiếp theo, hãy để lại cảm nghĩ ở phần comment. Mình có để link mua hàng ở dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn.